Xin chào mọi người, đây là podcast rỗng của Vela. Và trong số kỳ này thì tụi mình sẽ nói về việc chủ đề là rỗng trong hành trình đi du học. Thì để giới thiệu thì mình là Chánh Lộc và mình sẽ là host của buổi podcast ngày hôm nay. Và khách mời của buổi ngày hôm nay đó là bạn Trần Việt. Hello mọi người, mình là Trình Việt. Thì mình vừa hoàn tất xong một cái kỳ apply hồ sơ cho năm 2021 và sắp tới mình sẽ là freshman tại Đức Kinh Sơn University. Ok, thì chủ đề của buổi podcast hôm nay như mình đã giới thiệu là rỗng. Thì không biết là khi mà nói cái chữ rỗng á, thì mày nghĩ như thế nào về rỗng? Cái câu hỏi nó khá là trừu tượng ấy. Tao cũng không có nghĩ gì nhiều, tao chỉ nghĩ là rỗng là trống rỗng thôi, nghĩa là không có gì hết. Thế thôi. Thì kiểu khi mà đưa cái chủ đề về rỗng á, thì kiểu tao nghĩ là kiểu nó là kiểu với lại nó link với lại cái việc mà mình đi du học nữa, cho nên là tao cảm thấy nó kiểu cái cảm giác mà mình sẽ kiểu cô đơn trống rỗng á khi mà mình đi du học á, kiểu mình đi du học xong rồi ở nước ngoài kiểu mình không có quen ai á, xong rồi kiểu mình đứng giữa một đám nói cái tiếng gì á mà mình không hiểu á, thì kiểu mình cảm thấy trống rỗng. Thì đó là cái mà kiểu tao nghĩ khi mà nói về rỗng khi mà đi du học. Thì kiểu ngoài ra thì tao nghĩ là tao là một đứa học là rất là dở, kiểu và hồ sơ cũng không có gì á, cho nên cái chữ rỗng nó cũng đúng với cái hồ sơ của tao á, kiểu nó đúng nghĩa là không có gì trên resume hay là kiểu bảng điểm nó kiểu trống rỗng á, nó không có cái điểm gì nổi bật á. Thì mày Sâu nghĩ sắc quá sao? vậy, Cái vậy? mày sâu sắc quá vậy. Tao là một người sống sâu sắc mà. Ok, thì đó là mấy cái mà kiểu tao sẽ nghĩ tới khi nói về rỗng. Rồi, một câu hỏi tiếp theo cho mày là kiểu trong lúc mà kiểu mày có ước mơ từ đi du học từ khi nào? Thật ra thì tao cũng không hẳn là có ước mơ đi du học đâu. Ý là kiểu hồi năm lớp 10 á, thì bố mẹ định hướng cho tao đi du học. Thì ban đầu là đi Úc, nhưng mà sau khi vào Vela thì thầy lại hướng tao đi Mỹ. Và lúc đó thì gia đình tao cũng là dạng kiểu dễ dễ chiều, dễ bị thuyết phục á, cho nên là tao đổi hướng một phát qua Mỹ luôn và làm hồ sơ từ lớp 10 cho đến bây giờ xong rồi. Đó. Mày sao? Mày thì vô lớp 11 hả? Không, tao là kiểu khoảng tới tận cuối 11 lận á là kiểu tao mới mới quyết định là thôi đi du học, tại vì kiểu tao cũng không có ý định đi du học nữa, mà kiểu nhìn thấy mấy đứa xung quanh á kiểu ai cũng đi du học á, thôi mình cũng đi du học cho nó kiểu bằng người ta đó, chứ thật ra cũng không có định hướng gì ngay từ đầu, cho nên là cũng không có chuẩn bị nhiều hết á. Nhưng mà trong cái quá trình mà kiểu mày kiểu thực hiện cái ước mơ đi du học á, thì kiểu mày có bao giờ cảm thấy là kiểu rơi vào cái trạng thái gọi là rỗng này chưa? Kiểu Nếu như mà tức là nếu như mà rỗng là kiểu cái cảm giác cô đơn hiu quạnh đấy như mày nói á, thì cũng cũng có, nhưng mà nó cũng không kéo quá là lâu, kiểu như là nó là cũng mới đây thôi, kiểu tháng tháng 6 năm ngoái á, thì nó bắt đầu vào cái giai đoạn mà chạy nước rút trường hồ sơ, thì lúc đó tao bị kẹt nhiều thứ, ví dụ như là luận chính chưa xong, ví dụ là đã viết 4 bản rồi nhưng mà chưa có bản nào ổn hết. Rồi những cái thứ như là điểm SAT các kiểu tao lúc đó cũng chưa có được cao lắm, nên là lúc đó cảm giác như là nó vô định á, kiểu cảm giác như là nộp sẽ fail á. Thì tao vẫn phải làm thôi, nhưng mà làm một cách khá là hời hợt.
rồi không có định hướng gì nhiều. Thì đó là cái khoảng thời gian khá là gọi là đen tối trong quá trình làm hồ sơ. Thì kiểu tao cũng giống, nhưng mà ý là cái trường hợp của tao chắc nó còn tệ hơn á, là kiểu tới khoảng tháng mấy ta, tháng tháng hình như tháng tháng 11 đúng không, là mình có đợt nộp sớm đầu tiên đúng không, đúng không, hình như vậy Đầu đó. đầu Thì cuối kiểu hình như khoảng, nói chung là khoảng cái tầm ra cái tầm mà đợt nộp đầu tiên á, thì kiểu cách đó một tháng trước đó, trước cái ngày nộp kiểu hồ sơ lần đầu tiên đó một tháng, thì kiểu trong hồ sơ của ta là hoàn toàn chưa có gì hết. Tao kiểu chưa có comment apps, chưa chuẩn bị tất cả bản điểm giấy tờ tài chính, chưa có một bất cứ một cái gì luôn. Kiểu tao chỉ có một cái đó là cái bản tổng hợp thành tích kiểu resume á, nhưng mà kiểu nó cũng chỉ là được có 2-3 dòng thôi á. Thì kiểu cái cảm giác lúc đó là nó đúng nghĩa là nó trống rỗng luôn á, nó không có một cái gì hết. Kiểu mình trong tay mình đang không có gì hết, và kiểu mình đang kiểu muốn là tháng 10 đó mình nộp cái đợt nộp sớm đó để kiểu giành giật cái cơ hội học bổng với kiểu cả triệu đứa. Thì kiểu đó là kiểu cái thời gian mà kiểu cảm giác nó rỗng nó rõ nhất luôn á. Thế là kiểu trước đó thì tao không có cảm thấy rỗng đâu, tại vì lúc đó là không, từ hồi lớp 11 á, là tao đã có cái suy nghĩ là cái vụ nộp hồ sơ nó chỉ là tìm cái trường nào nó khớp với bản thân mình thôi, kiểu giống như là tìm, gọi là tìm 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 bồ, tìm bồ, tìm bạn đời á, bạn đời 4 năm. Thì kiểu lúc đó thì với cái suy nghĩ như thế thì tao không có bị áp lực, nhưng mà kiểu càng mà càng làm hồ sơ lâu á, thì tao lại càng cảm thấy nó khó, và khi nó khó thì tao bắt đầu nản, và lúc đó là tao mới có cái cảm giác rỗng. Thực sự thì đến đến tháng 5 tao vẫn cảm thấy không có gì quá là trống rỗng, tại vì mặc dù lúc đó là tao cũng chưa có gì trong tay luôn, tại vì lúc đó tao cũng chưa xong luận, chưa xong resume các thứ đó. À rồi, ok. Thì kiểu mày cảm thấy kiểu cái quá trình, cái thời gian đó, đó cái cảm giác rỗng á, thì kiểu nó mang lại kiểu là kiểu mày có cảm giác là nó giúp mày kiểu cảm thấy kiểu trưởng thành, hay là kiểu sau này kiểu mày có rơi vào cái trạng thái đó thì kiểu nó sẽ kiểu cái tình trạng nó không tồi tệ như cái lúc đó không, nữa không? Tao nghĩ là Kiểu không, mày cảm giác mày đã quen với rồi, với cái cảm giác đó rồi á. tao không biết sao, nhưng mà tao nghĩ là không, tại vì kiểu giống như là cái nghe thì hơi kỳ lạ, nhưng mà cái cuộc đời tao nó giống như là một cái đồ thị á, hàm xin á, kiểu lúc mà nó xuống xuống đi đâu luôn á, rồi sau đó nó sẽ lên lại, nhưng mà cái cảm giác mà bị đi xuống á thì không lần nào giống lần nào á, kiểu mỗi lần là một cái trải nghiệm đi xuống mới, nên là tao sẽ không bao giờ quên được, và nếu mà có gặp lại cái cảm giác này trong tương lai á, tao nghĩ tao cũng sẽ trầm cảm thì cũng chưa tới mức đó, nhưng mà cũng dạng dạng như thế, kiểu mình sẽ bị bất động Okay. á, không thể phản ứng được. Nhưng mà kiểu đó là Kiểu cảm giác cũng cũng khá là hay, đời vui mãi gì nó đâu có vui nữa. thì kiểu tao thấy là kiểu sau cái trải nghiệm đó thì tao trở thành kiểu một con người là kiểu coi thường deadline á, là kiểu tao có một suy nghĩ là ok, mình có thể nộp hồ sơ du học trong một tháng và mình cũng đậu, và kiểu cái kết quả đậu của mình nó cũng không phải là đến nỗi nào á, nó cũng tốt mà, kiểu nên là kiểu mình có thể làm một cái việc lớn đó trong thời gian ngắn như vậy, thì kiểu những cái việc khác tại sao không á. Thì kiểu nó sinh ra một cái tâm lý là kiểu bắt đầu tao làm những cái ví dụ như là chạy dự án, chạy project rồi, thì kiểu tao có thể hoàn thành nó kiểu rất là lẹ, nhưng mà ý là cái ngày mà trước khi nộp á thì tao sẽ bắt đầu hoàn thành nó, và kiểu cái năng suất thì kiểu nó cũng ổn, nhưng mà mặc dù đó là
cái mà kiểu không, thói quen là không tốt, nhưng mà ý là nó tạo cho kiểu cảm giác là kiểu cái gì mình cũng làm được á, kiểu bây giờ là kiểu mình kiểu bất chấp mọi thứ, kiểu mình đặt vô hoàn cảnh nào mình cũng có thể hoàn thành công việc được, thì kiểu nó cũng khá là hay. Giống giống cái podcast này hẹn nhau 6 giờ xong rồi 6 giờ 18 mới vô. Đó đúng rồi, đó cũng là một một ví dụ, thì kiểu kiểu nó cũng như vậy. Thì kiểu kiểu mày có nghĩ là kiểu cái quá trình rỗng nó có cần thiết không, kiểu mày lý ra có thể hoàn thành cái bộ hồ sơ đó cách đó khoảng kiểu mấy tháng trước để không rơi vào cái tình trạng rỗng đó, thì kiểu nó có cần thiết xảy ra không, hay là nó có nên xảy ra không, hay là nó không nên xảy ra? Tao nghĩ thì cái khoảng thời gian đấy, cái khoảng thời gian mà gọi là đi xuống á, tùy góc nhìn của mỗi người thì người ta sẽ đánh giá là nó nên hay không. Thì đối với tao thì nó phải xảy ra và nó đã xảy ra rồi, nên là tao không có quyết định được cái gì. Thì cái lý do mà nó phải xảy ra là mặc dù là cái khoảng thời gian đó nó khá là không không bình thường cho lắm, nhưng mà cũng nhờ cái khoảng thời gian đó mà tao mới có thể hoàn thiện được cái bộ hồ sơ. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó là tao bất động, tao không làm được gì hết, nên là tao chọn cách là không làm hồ sơ luôn. Thì tao tập trung nhiều hơn vào cái sở thích của tao là đi chụp hình các kiểu, rồi tao ngồi nhà tao vẽ nữa. Thì nhờ mấy cái hoạt động đó, nó không có liên quan gì đến hồ sơ cho lắm nếu mà ban đầu nhìn nhận, nhưng mà sau đó thì những cái thứ mà tao làm tao đều đưa hết vào bộ hồ sơ của tao qua bài luận phụ. Thì tao nghĩ là rỗng nó khá là quan trọng trong cái quá trình nộp hồ sơ của tao. Thì Tao kiểu thấy tao khác mày, kiểu tao dành cái thời gian mà kiểu thay vì làm hồ sơ á, thì kiểu tao kiểu đi chơi với bạn bè, kiểu kiểu năm lớp 11 là cái năm mà kiểu lớp tao là kiểu đi chơi chắc là rất là nhiều luôn á, thì kiểu nó rất là vui. Xong rồi tao còn kiểu tham gia mấy cái về tranh biện, tại vì kiểu tao khá là hứng thú với cái tranh biện lúc cái thời khoảng thời gian đó, cho nên là kiểu tao tham gia chắc là kiểu tuần nào cách một tuần, cách tuần là sẽ có một giải tranh biện mà kiểu nó có tên Nguyễn Chánh Lộc ở trong đó. Thì kiểu kiểu mình khá là siêng cho những cái việc mà kiểu nó không cần thiết á, nhưng mà ý là nó cũng, thứ nhất là cảm thấy là nó rất là vui, nó siêu vui luôn. Thì kiểu ngoài ra thì kiểu những cái đó thì kiểu tao cũng không có đem được nhiều lắm về vào trong cái bài luận, tại vì kiểu tao viết một bài luận là để thể hiện tình đam mê về hóa học, tại vì tao học chuyên ngành hóa, cho nên là những cái trải nghiệm đó thì nó khá là gọi là vô dụng á trong cái bài luận á, cho nên là nó chỉ đem lại cho tao về kiểu mặt cảm xúc thôi, là có tinh thần để kiểu mình động lực để mình làm bộ hồ sơ thôi, chứ thật ra nó cũng không giúp ích nhiều lắm. ai biết Nhưng được mà lên đại học có mày đổi ngành sao, đổi từ hóa học hóa xong đi học chính trị chẳng hạn. đúng rồi, có khi đổi thiệt á, tại vì hóa nó đang khó quá. Nhưng mà ý là kiểu cái thời gian đó thì kiểu nó cũng, tao nghĩ nó cũng nên xảy ra, tại vì nếu mà không có thì sẽ không được đi chơi với bạn bè, kiểu mình tập trung một cái gì đó quá thì kiểu mình sẽ bỏ một cái thứ sang một bên thì nó khá là tiếc. Nhưng mà anyway, cuối cùng thì nó vẫn hoàn thành mọi thứ rất là êm đẹp, rất là tốt, thì khá là may mắn. Nhưng mà mày nghĩ là kiểu trong tương lai á, kiểu mày có muốn lặp lại cái cảm giác cái khoảng thời gian rỗng đó nữa không? Kiểu khá là chắc là tương lai là mình sẽ có những cái khoảng thời gian đó nữa, nhưng mà ý là mày có muốn nó kiểu xảy ra nữa hay không á, hay là kiểu thôi nó không nên xảy ra với cuộc đời này lần nữa? Muốn hay không thì tao 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 thấy đâu phải là chuyện mà mình có thể muốn được. Nghĩa là tao nghĩ là dù tao có muốn hay không thì nó vẫn sẽ xảy ra thôi, tại vì tao tin nó sẽ xảy ra một lần nữa. Tại vì nó Không, kiểu ý là
ý là ok chắc chắn là nó sẽ xảy ra, nhưng mà ý là kiểu mình có muốn muốn hay không á, kiểu mình có chủ động để tránh nó hay không, hay là ok nó xảy ra thì kiểu mình chấp nhận mình rơi vào cái khoảng thời gian đó lần nữa. Nó mà xảy ra thì sao sao mà tránh được? Nếu là chẳng hạn như là một ngày mày tự nhiên mày buồn, thì không lẽ bây giờ mày cố gắng hết buồn, nghe đâu có make, nó không có make, make any sense gì hết á. Thì tao nghĩ là nó xảy ra thì cứ để nó xảy ra thôi, và nó sẽ có một cái lợi ích nhất định trong cái cho cái tương lai của mày, tao nghĩ là như vậy. Ừ, ok, cũng yeah, tao nghĩ là nó cũng sẽ xảy ra, và kiểu kiểu mình cũng ý là mình muốn á, kiểu tao cảm thấy là tao muốn muốn là ngăn chặn cái việc đó, nhưng mà ý là do năng lượng vũ trụ nó không có cho phép, thì lúc đó thì phải kiểu bóc một tụ bài thôi. Podcast Ok, thì kiểu tao nghĩ cái cảm giác rỗng nó cũng sẽ xảy ra khi mà mày chọn ngành đúng không? Kiểu mày mày chọn ngành gì ở Đức Busan á? hiện tại thì ta mới đổi sang Economics ở Đức Cung Sơn, học kinh tế. Mà lúc đó thì tao là, ý là lúc mà tao nộp á thì tao lại chọn behavioral science là khoa học hành vi, nhưng mà sau khi mà tìm hiểu á, thì tao lại đổi lại thì thành economics. Ừ. Nhưng mà ý là ban đầu á, tại sao mày chọn cái ngành đó, khoa học hành vi, kiểu nghe nó khá là lạ ở Việt Nam luôn á, thì kiểu sao chọn ngành đó vậy? Thì khoa học hành vi á, thì thực sự ta ta hứng thú với lại hành vi của con người và tâm lý học từ hồi lớp 10 rồi. Tất mấy cái hoạt động ngoại khóa của ta thực sự thì nó toàn liên quan đến tâm lý thôi, và đó cũng là một phần tại vì nguyên 2 năm lớp 10 với lớp 11 thì ta đã tìm hiểu và đã được trải nghiệm, thì tất nhiên là theo một lẽ thường tình thì ta sẽ chọn những ngành liên quan đến tâm lý. Nhưng mà kiểu đến lúc mà lên đọc hồ sơ thì ta lại có một hứng thú khác, đó là marketing với lại business, và ta thực sự muốn kết hợp 2 ngành psychology với lại marketing lại với nhau, để kiểu tại vì business thì nó cũng hướng đến con người và psychology cũng thế, nên là ta muốn tìm một cái link gì đó giữa 2 cái này, và sau đó thì quyết định đổi sang học economics và học thêm những cái môn về tâm lý ở Đức Quân Sơn. Ừ, ok. Không, nhưng mà ý là thật ra cái marketing á, là thật ra nó cũng bao gồm psychology trong đó đúng không? Kiểu hình như là lúc mình học marketing là kiểu người ta cũng dạy mình về kiểu cái psychology của con người, để kiểu Ờ, trong marketing thì trong trong cái syllabus của trường tao về cái môn về cái ngành behavioral science, nó cũng có một cái gọi là môn gì đó, khoa học hành vi ở trong kinh tế, thì mà thực sự nó cũng chỉ có một cái phần nhỏ xíu rồi. Còn nếu mà mày học về psychology thì mày sẽ đào sâu hơn về kiểu hành vi và tâm lý của con người, học về những cái bệnh liên quan đến tâm thần nữa. ok, hiểu. Thì kiểu nhưng mà ấy là mày chọn cái ngành đó là kiểu mày, như mày nói là đã có kiểu mày tìm hiểu xong rồi kiểu mày thích từ năm lớp 10, xong rồi kiểu năm lớp 11 thì kiểu mày phát hiện là mày thích một cái khác nữa, thì kiểu mày muốn kết hợp lại 2 cái đó đúng không, nên là mày mới chọn cái ngành là kiểu khoa học hành vi. Ok, còn tao là kiểu từ năm 3 năm cấp 3 luôn, là thực ra là tức là tao không biết kiểu mình thích cái gì á, kiểu kiểu là bây giờ kiểu hóa chemistry cũng thích một xíu xíu, economics thì cũng hứng thú chút xíu, nhưng mà chỉ là để kiểu đầu tư chứng khoán Bitcoin đó, thì kiểu xong rồi business thì cũng thích chút xíu, rồi kiểu tao bị là kiểu mỗi cái mình thích một chút xíu, kiểu lúc mà mình xem trên mạng là kiểu cái ngành đó là nó học cái gì á, thì kiểu lúc mà mình đọc thì cảm thấy là những cái ngành đó nó rất là hay luôn, kiểu ngành nào cũng hay và kiểu cái nào mình cũng muốn học á, thì kiểu cái khoảng thời gian mà tao chọn ngành đó là đúng nghĩa là hoàn toàn là rỗng, là tại vì nó tao không có một kiểu
xác định kiểu định hướng cụ thể nào á, kiểu ít ra thì kiểu mọi người là ví dụ như mày là kiểu mày còn có thể chọn là giữa business với lại psychology đúng không? Còn tao là kiểu tao sẽ không biết chọn cái gì trong một đống cái danh sách môn, mà kiểu đại học Mỹ là kiểu nó là một cái mà kiểu nó cho mình rất là nhiều môn luôn á, kiểu cái danh sách môn nó siêu dài luôn á, thì kiểu mình không biết chọn gì trong cái đống đó đó đó, thì kiểu cuối cùng là quyết định là thôi mình lỡ học 3 năm cấp 3 ở đây là về chuyên hóa, cho nên là thôi mình học mình chọn chemistry đi cho nó đúng với lại cái những gì mình đã học, chứ thật sự là kiểu đến bây giờ tao cũng cảm giác là kiểu mình không có thích lắm á. Ra ban đầu tao còn tính học aerospace engineering, tại vì theo tại vì tao học chính lý, nhưng mà sau đó thì tao mới nhận ra khả năng học lý của tao nó quá là gọi là ngu thì nó cũng hơi 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 nặng nề, nhưng mà thật sự nó ngu. Tao mém khá lý á, nó thì tao đổi. Chắc phải đổi ngay. Không chứ nếu mà ban đầu đổi nếu mà ban đầu chọn ngành là kiểu khoa học vũ trụ thì kiểu nó khá là kiểu lạ luôn á, kiểu tao chưa bao giờ thấy ai đi du học mà học ngành đó đó, kiểu Ngành chắc ngành đó là đó sao kiểu sao. cái ngành đó thật sự nó cũng mới ở Việt Nam đó, tại vì tao năm nay trường tao mới mở, mấy mấy ông ở bên trường đại học mới tới để giới thiệu tao về cái ngành đó, mới mở Việt Nam 4 năm trước, nên là kiểu mọi người vẫn chưa biết tới nhiều cái ngành này đó. Với lại nó cũng ở Việt Nam thì nó cũng chưa có nhiều cơ hội làm việc trong ngành này, nên là tao nghĩ là nó cũng chưa có hot quá. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì nó khá là nổi, ở bên Mỹ thì có SpaceX nữa, NASA các kiểu. Ừ, đúng rồi, thì kiểu ta thấy cái ngành này thì nó khá là phổ biến bên nước ngoài hơn. Thực ra nó cũng không phổ biến đâu, mà kiểu nó nổi á, kiểu tại vì nó khó, kiểu chắc là không phải ai cũng học được, mà phải kiểu có một xíu tài năng kiểu vậy. Khá lý thì sao À. vậy? Không, nhưng mà ý là thật ra tao cũng là kiểu phân vân, tại vì khi mà chọn là tại vì mà cái vấn đề đó là kiểu trong lớp là kiểu tao học dở hóa, kiểu dở nhất lớp luôn á, kiểu kiểu đúng nghĩa là dở nhất lớp luôn, Má chị. kiểu 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 sang chấn tâm lý mỗi lần mà kiểu phát bài hóa ra. Nhưng mà ý là thôi mình lỡ học rồi, cho nên là kiểu mình chọn cái gì nó quen với mình thì kiểu tao nghĩ thời gian đầu nó cũng sẽ tốt hơn, rồi sau đó mình đổi cũng được. Thì ok, thì kiểu mày có nghĩ đến kiểu cái tương lai á, kiểu lý do tại sao mày đi du học không, kiểu sau khi mày đi du học thì mày sẽ làm gì? Căng vậy. Từ ngày mai tao nghĩ tao làm gì tao thấy khó. Tao Ok. cũng tưởng tượng ra, hình hình dung ra được một xíu. Thế là tao cũng có đặt một vài mục tiêu, như là mục tiêu tài chính cuối năm phải được bao nhiêu tiền kiểu thế. Rồi mục tiêu là hình như tao chỉ có mỗi mục tiêu tài chính thôi, chứ còn mục tiêu học á, thì tao mục tiêu học với ra sau này làm gì á, thì cũng chưa có nhiều hình dung lắm. Nhưng mà tao nghĩ là sau khi mà tốt nghiệp xong, tao sẽ học tiếp master rồi đi ra làm cho một vài công ty lấy kinh nghiệm, rồi đi về Việt Nam startup, chắc là vậy. Ok. Ý là vậy là mày cũng có một cái kiểu lộ trình nó kiểu chung chung nhưng mà nó cũng khá là rõ ràng. Nhưng mà ý là không, nhưng mà nó rõ ràng rồi, là kiểu từng từng giai đoạn là kiểu mày muốn làm gì đó, kiểu học xong đại học, xong master, master đi làm, xong rồi về Việt Nam startup, thì kiểu ok, nó cũng gọi là từng giai đoạn thì chắc là sẽ có những kế hoạch khác nhau, nhưng mà ý là hiện tại bây giờ thì nó cũng khá là rõ ràng. Còn kiểu ý là cái câu hỏi mà kiểu kiểu là sau khi mà đi du học mình làm gì á, thì kiểu tao nghĩ về cái câu hỏi đó từ kiểu trước khi mà tao đi du học á, tại vì kiểu như tao đã nói là kiểu tao đi du học
là tại vì đi theo kiểu chạy theo xu hướng á, kiểu mọi người đi du học thì kiểu mình cũng đi du học á, cho nên là tới những cái ngày mà cần nộp hồ sơ kiểu ta bắt đầu suy nghĩ là tại sao mình không học ở Việt Nam ta, kiểu ở Việt Nam nó cũng tốt mà, kiểu ok ở đây mình học trường giỏi xong ra mình cũng đi làm tại mình cũng giỏi mà, mình đâu có phải là tệ gì đâu, xong rồi kiểu tại sao mình phải đi du học, tại sao mình phải kiểu đi xa 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 vậy, xong rồi kiểu qua đó thì kiểu mình không chắc là mình học giỏi bằng kiểu mấy thằng bên đó nữa. Rồi kiểu sau khi mà đi du học thì kiểu đó là một cái mà khái niệm mà kiểu hoàn tới bây giờ là kiểu tao vẫn chưa có ý thức được là kiểu sau khi mà học xong 4 năm đại học bên đó thì kiểu tao sẽ làm gì tiếp theo á. Cho nên là về cái kế hoạch với cái mục đích thì tao nghĩ là cũng khá là nhiều người sẽ rơi vào cái trạng thái rỗng khi mà nghĩ về cái vấn đề đó. Thì kiểu mày thấy là kiểu mình có cần nghĩ tới không á, hay là kiểu mình chỉ tập trung là bây giờ mình đang làm gì và mình kiểu hoàn thành tốt cái việc đó là được. Nhắc lại câu hỏi tao tao quên Ấy là kiểu mình có cần nghĩ tới tương lai mình làm gì không á, hay là kiểu mình chỉ cần sống tốt ngày hôm nay, mình làm tốt những gì mà hôm nay mình đang làm. tao thì không có giỏi planning lắm đâu, nhưng mà tao vẫn muốn có một cái gọi là cái hình dung cơ bản về những cái sắp tới của mình, những thứ sắp tới của mình. Ví dụ như là tao hồi nãy tao có nói á, tao không biết ngày mai tao sẽ làm cái gì, nhưng mà tao vẫn có một cái gọi là hình dung cụ thể là trong cuối năm nay tao sẽ có cái gì, rồi 4 năm sau tao sẽ như thế nào. Nói chung là cái hình dung thì nó cũng chỉ là cái hình dung thôi, thì tại vì mình đâu có biết được là có những gì xảy ra với mình sắp tới đâu, đúng không? Giờ dù mình có bút bài tarot các kiểu thì mày cũng không thể nào biết ngày mai như thế nào, cho nên là có hình dung và cố gắng phấn đấu vì cái đó, còn lại thì để cho cuộc đời nó quyết định. À ok, đúng, tao cũng nghĩ vậy á, là kiểu tao là theo kiểu trường phái kế hoạch 5 phút, kế hoạch 10 phút, chứ không phải là kiểu kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm như là kiểu mọi người. Nhưng mà ý là kiểu tao nghĩ là nó cũng tốt á, kiểu mình tập trung những cái gì mà kiểu mình đang làm á, kiểu mình không có bị phân tâm bởi cái tương lai nó sẽ ra sao á. Ví dụ như là kiểu mình ngồi mình nghĩ là kiểu sau này ra trường mình sẽ làm gì thì kiểu cái mình sẽ bị lo lắng, với lại kiểu như là kiểu COVID đi thì kiểu nó hoàn toàn nó phá hết những cái kế hoạch, những cái dự định của tất cả mọi người luôn, cho nên là kiểu mình cũng nên tập trung vào những gì mình làm hiện tại thôi, thì tao nghĩ là nó cũng tốt. Với lại tôi nghĩ là nghĩ gì tao quên rồi đó. Từ là Nhiều á. nhiều quá, từ nhiều thông tin quá. Thế là rồi tao tao cũng thấy cái cảm giác mà chạy deadline ấy, kiểu nó dí tới đít ấy, xong rồi bắt đầu chạy trong hoảng loạn đấy. Thì cái việc mà không không có kế hoạch nó cho tao cái cảm giác như vậy. Thì giống như là có một cái chuyện là tao đổi trường ngay trong cái phút cuối cùng, tại vì trước đó là tao nộp ít trường lắm, tao nộp có 13 trường thôi, thì cái Babson College là cái top choice của tao, nhưng mà cái trường đó nó từ chối rồi defer tao từ ngày này sang tháng kia nên là bỏ qua. Thì sau khi mà có kết quả hết rồi á, thì tao mặc dù là đã chốt là đi Đức Kunshan, nhưng mà tao lại bị phân vân giữa Đức Kunshan với lại GCU, và lúc đó là nó khá là sát với lại cái deadline nộp tiền cọc ấy cho trường. Là vì hai trường á, TCU thì nó lại cho ta double major vào marketing với lại psychology luôn, nhưng mà còn Đức Kunshan thì nó lại cho tao một cái trải nghiệm mới á, vừa học ở Trung Quốc vừa học ở Mỹ, thì ta bị phân vân. Cái xong rồi lúc đó chỉ còn có 3 ngày để nộp cái tiền đóng cọc, tao phải vừa ngồi tìm lại thông tin các trường, rồi vừa so sánh, rồi đi hỏi người này người kia, làm mọi thứ trong vòng 2 ngày, sau đó chốt đóng cọc.
Thì đó cũng là một cái không một một cái bất lợi do không planning tốt cho lắm, nhưng mà cái cảm giác lúc đó nó khá là hồi hộp á. Tao thích điều gì? À, tao cũng vậy. Thì kiểu tao á là kiểu tao nộp gọi là có các đợt như là ED1, EA, ED2 với lại RA đúng không? Là kiểu bốn đợt đó là bốn đợt mà tao đều nộp hết luôn. Thì kiểu tao tính trong đầu á là mình sẽ kiểu ăn chắc cái đợt một rồi để kiểu kết thúc kiểu không học gì ở Việt Nam nữa, tại vì kiểu mình đã có trường rồi và tao kiểu bắt đầu đi chơi, kiểu bắt đầu chill. Nhưng mà không, kiểu những cái dự định đó nó kiểu không thực hiện được, và cho tới đợt mà kiểu RA á, đợt nộp thường á, thì kiểu tao cũng khá là hụt hẫng khi mà kiểu một đống trường nó từ chối á. Thì kiểu lúc này kiểu mình nhận được như vậy thì kiểu mình cảm thấy là kiểu wow, nó khá là tệ kiểu, nhưng mà rất là hên sao mà kiểu Depor đã chấp nhận kiểu, thì kiểu Depor là kiểu cái last choice của tao chứ không phải là thật ra là cái top choice. Nhưng mà ý là anyway thì kiểu nó cũng như ta nói là kiểu đến cuối cùng thì mọi thứ nó cũng vẫn tốt, và nó kiểu nó mang lại kiểu những cái trải nghiệm khá là đặc biệt là lúc mà kiểu nhận cái thư, mấy cái thư từ chối á, là kiểu mình cảm thấy kiểu hụt hẫng vô cùng luôn á. Nhất là mấy cái trường mà kiểu mình thích á, thì kiểu mày có nhận thư từ chối xong rồi kiểu mày kiểu buồn không? Mấy trường tao thích là không, mấy trường tao thích là tao từ chối nó, tại vì nó defer tao, nó defer tao sang đợt RD, xong rồi sau khi mà nó đợi RD đến tháng 3 luôn, nó mới gửi cho tao chúc mừng bạn đã vô waitlist đó, xong rồi nó hỏi tao là muốn tiếp tục đợi hay không, cái tao từ chối, nên là về cơ bản là tao từ chối nó. Ok, là không cho nó cơ hội từ chối mình. Mình từ chối nó trước luôn. Ok. Thì ý là thì cũng, nhưng mà ý là tao nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều người á mà kiểu mà nhận được cái thư từ chối xong rồi kiểu đúng cái dream school nữa, thì hay là những cái trường mà mình cực kỳ thích á, thì kiểu cảm giác như là mọi thứ sụp đổ lúc đó, thì kiểu kiểu trống rỗng, kiểu không còn lại gì nữa hết. Thì thì đó là một cái cảm giác, một cái trải nghiệm nó khá là tệ, nhưng mà tao nghĩ là nó cũng khá là cần thiết á, kiểu nó như một cái tát vào mặt mình á, kiểu nó cho mình biết là mình đang ở đâu á, kiểu kiểu như vậy, kiểu kiểu như thế. Ok rồi. Nhưng mà ý là trong quá trình mà kiểu mày chọn trường hay là mày nộp hồ sơ cái trường á, thì kiểu mày cảm thấy là mày kiểu có những cái tiêu chí nào để chọn cái trường đó không, hay là kiểu mày cảm thấy thích hay là mày cảm thấy phù hợp hay sao đó là mày chọn thôi? Cái này thì nó kiểu hơi tâm linh, kiểu giống như là ta chọn trường ban đầu cũng tìm hiểu á, xem trường này có ngành của tao không, rồi chương trình học như thế nào, sau đó tao đi ngắm trường, xong rồi tao ngồi tao cảm nhận cái không khí ở trường nó như thế nào. Tao thấy cái cảm giác nó giống như trường Lê Hồng Phong của tao á, thì tao gặp cái trường nào nó có cái không khí như vậy là tao quăng nó vô list trường tao. Ở đây là nó cũng thiên về cảm giác khá là nhiều. Thì lúc mà tao chọn trường á, là tao lên Google tao sẽ search là top 10 school university đẹp nhất nước Mỹ, thì Đấy. kiểu ok tao sẽ add hết 10 trường đó vào danh sách, kiểu tao không cần biết là ok trường đó có thể không cho học bổng kiểu, nhưng mà tao vẫn kiểu somehow là hy vọng là kiểu sau khi mà được nhận thì kiểu nó sẽ cho kiểu mình hỗ trợ để đủ để mình học á, tại vì tao kiểu nhìn những cái trường mà kiểu nó đẹp á, hoặc là kiểu tao lên trang web tao tìm hiểu thì cái trang web nó đẹp á, thì kiểu nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái việc chọn trường của tao, kiểu mình cảm thấy nó khá là kiểu chuyên nghiệp á, kiểu với lại nó đẹp thì kiểu mình thích á. Đó là cái tiêu chí lúc đầu mà tao dùng để chọn trường. Thì kiểu
nó khá là kiểu kiểu mình thích mà nó kiểu không có lý do kiểu như vậy, thì nó cũng khá là thú vị. Tại vì kiểu ta thấy là kiểu có nhiều người họ chọn trường á thì kiểu theo kiểu là lên US News đúng không, xong rồi kiểu bấm vô ranking thì bắt đầu chọn những cái trường mà kiểu top top cao 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 mà kiểu nhắm là mình đậu được á, thì tao kiểu tao nghĩ là nó cũng không phù hợp lắm. Tại vì chắc gì cái trường top cao đó mà kiểu mình đã thích á, kiểu trường top cao nhưng mà nó ở cái chỗ mà nó lạnh quá, hoặc là nó ở cái gần cái cộng đồng gì đó mà mình không thích, hay là nó vị trí địa lý sao đó, thì kiểu tao nghĩ là cái mà chọn theo ranking thì nó khá là không đúng. Mình nên chọn theo kiểu first impression á, kiểu mình ấn tượng đầu tiên của mình về trường thì tao nghĩ nó sẽ khá hợp lý. Thì mày nghĩ sao? Thì ban đầu tao không nói chọn theo ranking đâu, tại vì ban đầu tao tao bảo là tao tìm trường, cái việc đi du học của ta là tìm trường nào mà khớp với bản thân mình thôi, chứ tao không có quan trọng là nó rank bao nhiêu. Tất nhiên là rank cao thì nó cũng là một lợi thế, nhưng mà nó chỉ nằm ở cái vị trí thứ hai trong những lý do chọn của tao. Vị trí đầu tiên vẫn là phải hợp với bản thân tao. Mình chọn trường là để mình phát triển bản thân rồi. Ừ, đúng rồi, đồng ý với cái đó. Tại vì kiểu mình phải học, mình phải ở cái chỗ đó. Tại vì kiểu mình không tận 4 năm thì kiểu nếu mà nó không phù hợp với mình thì kiểu sẽ rất là khó để mình thích nghi á. Rồi mình sẽ gặp mấy cái cảm giác như là kiểu nhớ nhà hay sao đó, thì kiểu nó không hề tốt chút xíu nào. Thì thì tao nghĩ đó là những cái chia sẻ rất là thật về cái hành trình đi du học, mà cái cảm giác rỗng thì nó sẽ có trong từng giai đoạn của cái hành trình đó nó mang lại, và kiểu kiểu nó là cũng khá là cần thiết úi con mèo kìa. Ok, thì cảm ơn Trần Việt đã tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi podcast này của tụi mình. Thì tụi mình là những người sắp phải đi du học, và tụi mình đã có cái thời gian sắp đi du học. Không, thực ra là cũng sắp phải, thì kiểu đâu phải ai cũng muốn du học đâu. Sắp phải đi du học, sắp phải xa nhà, thì tụi mình đã có thời gian làm hồ sơ và chuẩn bị cho cái hành trình đi du học này của tụi mình ở Vela. Thì qua đó thì tụi mình đã học được rất là nhiều thứ, trải qua rất là nhiều cái cảm xúc vui buồn lẫn lộn khác nhau. Thì mình nghĩ là cái chủ đề ngày hôm nay là rỗng thì nó sẽ là một cái chủ đề mà kiểu nó sẽ xảy ra đối với tất cả mọi người thôi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi podcast ngày hôm nay. Trường Việt có muốn nói gì không? Không, sắp phải đi ăn cơm rồi. Nhưng mà nếu mà mọi người có muốn nghe thêm về những chia sẻ cụ thể về một vấn đề gì đó thì có thể để lại lời nhắn hoặc là nhắn cho fanpage để tụi mình lên sắp xếp tìm người để tham gia podcast. Thế thôi. Ok, cảm ơn mọi người. Ok. À, thì ok, xin chào mọi người. Bye bye.